Này chuẩn bị cái ổ đẻ cho con gôn nè. Cái ổ đẻ này là hồi xưa mấy mẹ con của nó ở nè, giờ truyền lại cho đời con Miêu á. Đó, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi đó, có cửa đàng hoàng, nhà ra vô để cho con nó ra vô. Chuẩn bị cho con ở nhà, trong kia con đẻ mà sao giờ con vô đây rồi, phá cổ này thôi đúng không? Khi nào có đẻ thì kêu chị nghe chưa, chị hỗ trợ nghe không, nghe không con? Đó chị để khăn sẵn rồi đó, nó nằm đi, có đẻ thì kêu lớn lên rồi chị vô chị hỗ trợ nghe chưa, ráng tự đẻ nghe không, chị không biết đỡ đẻ đâu á thì chị hỗ trợ thôi nghe không, tự đẻ nghe chưa. Rồi con hỗ trợ chị kìa, sao sao ráng tự đẻ nghe chưa. Gần đẻ chưa, kêu hoài à không biết gần đẻ chưa nữa, ngoan nha, khi nào gần đẻ nhớ kêu nhiều nhiều nghe, kêu lớn lên cho chị vô chị hỗ trợ nghe chưa. Ra vô chỗ này hoài à, khóa chỗ này hay gì á, rồi sao thôi đi vô trong kia đẻ đi, trong kia nó kín đáo hơn á, đi. Lại nó cắn cổ ra hoài luôn á, sao vậy, tập tha con hay gì hả, tập tha con hay gì sao? Thôi đi vô trong đi, này đi vô trong này kín đáo nè, đi đi con ha, không chịu cứ cứ vô chỗ đó đó rồi leo lên. Sao nhảy lên nhảy xuống hoài nha con, vô đây. Vô đó đi, rồi chị ngồi nằm đây chị canh cho nha, có đẻ gì thì đẻ chị canh cho nha, để nằm ở trên cái khăn cho nó sạch sẽ nghe chưa, nghe không. Nó kêu con đi đó, đi đi ca con cao ơi, đi đi. Đi kêu đi theo đó, đi đi. Rồi cao đâu, cao ơi, cao à, nè vô đây nè, vô đây nha với chị nè. Đúng rồi, chị kêu vô đó đó, rồi vô đó đi, vô đó đi cho chị yên tâm, vô đi đi, vô đi canh bầu đẻ đi nghe không, hỗ trợ bầu đẻ nghe chưa, nghe không được cắn con bầu nghe chưa, nghe chưa. Vô trong này đi, nó gà nó vô miết hả, con gôn nó cứ bắt con cao vô đây nè, không biết nữa, nó bắt vô đây nó mới chịu, nó chạy theo nó cạp cổ lâu 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 nãy giờ. Con gôn không biết nữa, chắc vô đặn cho yên tâm mà, yên tâm ha. Vô coi đẻ. Chúng bị đẻ chưa, nó kêu hoài luôn á, nó lo đó nha, giống như đợt mẹ con gì đó. Trước khi đẻ là chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra kêu mấy chục quận luôn á mới hiểu ý á. Nằm nghỉ mệt đi nha, sao bầu bì mà chạy quá trời chạy, mà chạy như con ngựa vậy đó. Con nằm dưỡng sức đi nha, đặng con lấy sức mà đẻ nghe chưa. Con làm sao,
hả? Con quậy quá rồi sao chị đẻ? Ngoài là nghỉ ngoan nghe, ăn sao nghe con nghe. Con ngoan nha, chị đi nha, chị đi làm cơm ạ. À.